Không còn không gian yên tĩnh của ngày hè, những ngày này, trường tiểu học Ngô Quyền ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn bởi các thầy cô giáo, công nhân viên đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh phòng lớp, đón học sinh trở lại trường. Điều này càng ý nghĩa hơn khi phụ huynh học sinh cũng có mặt trong buổi tổng vệ sinh, chung tay cùng chào mừng năm học mới với phương châm môi trường học tập sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Giờ thì lại thì treo quạt dưới tivi rồi dời cái đường mạng để cho nó học trực tuyến ở trên tivi. Nói chung thì giúp con mình cũng như giúp tất cả các học trò của trường. Thì làm thì nó cũng có mệt nhưng mà nó vui. Thì con cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng để được quay trở lại đây, để được nhìn lại ngôi trường thân yêu và được chơi với các bạn của con. Năm học 2023-2024, toàn trường có 1.852 học sinh. Trong đó, học sinh lớp 1 mới là 337 em và được sắp xếp bố trí thành 12 lớp. Năm học này, nhà trường sẽ thường xuyên kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường, trong và ngoài lớp học, với mục tiêu là tạo ra điều kiện tốt nhất cho học sinh. Không chỉ những lực lượng là giáo viên, nhân viên và bảo mẫu của trường, còn phối hợp với cha mẹ học sinh để trang trí lớp học theo hướng mở, giúp cho các con chủ động sáng tạo trong học tập và tùy theo điều kiện của từng lớp học thì trang trí mỗi một cái góc lớp vậy nó khác nhau, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh ạ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học mới bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục thật an toàn, lành mạnh và thân thiện. Đặc biệt sẽ chủ động ngăn ngừa bạo lực học đường và các tệ nạn xâm nhập học đường.